cơm mới đang phong thủ. Ghê thật. Lấy một con cá lóc đang thở đi theo bong bóng chứ. Rồi hồi chung cho bong bóng thôi. Rồi nhìn cái sương nước kia cái rồi già 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 để chung có thể mò được thức hoặc được cứng để chính xa hoặc báo cho những con mồi là chúng rất nguy hiểm, con dài con tàn và rất to, nhưng chúng lại rất chậm chạp, chẳng khó nổi mất mà vào ban đêm chúng mất rất là giỏi chờ những động vật khác ngủ chúng bắt và giết ăn.